Quý vị đang theo dõi chương trình phát hành của Lý Đường Sài Gòn TV. Một lần nữa chương trình hôm nay nhận được sự bảo trợ của The Survival Tab. Bên cạnh chúng tôi là Lan Anh, phát ngôn viên của The Survival Tab. Gửi đến quý vị các chi tiết về sản phẩm rất đặc biệt này. Xin lời chào Lan Anh. Vâng, Lan Anh cũng gửi lời chào thân thương tới anh Thụy và gửi lời chào thân thương tới quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của The Survival Tab. Với chương trình ngày hôm nay, quý vị nào ở xa theo dõi và những quý vị đến với chúng tôi lần đầu tiên thì hỏi ngay Lan Anh Survival Tab là gì nghe tên lạ quá. Dạ vâng, cũng như trên trên thị trường bây giờ quý vị cũng biết được đến khá nhiều về cái sản phẩm The Survival Tabs rồi đó anh Thụy. Thì đáp đây Lan Anh cũng xin giới thiệu thêm tới quý vị là sản phẩm The Survival Tab là một cái sản phẩm dạng viên nén. Nó được uh, chiết xuất và phát triển trong hơn 30 năm theo chương trình khám phá không gian của Hoa Kỳ. Ừ. Thì cái sản phẩm này là một cái dạng viên nén nó được chiết xuất ra từ tất cả các loại rau củ quả thiên nhiên ừ. và trong đó thì nó chứa được 15 loại vitamins, proteins và khoáng chất cần thiết cho cơ thể hàng ngày của chúng ta đó anh chị. Như vậy Survival Tab công dụng để sử dụng để làm gì mỗi một ngày hả Lan Anh? Dạ vâng, cái sản phẩm này là nó cung cấp đầy đủ cái nguồn dinh dưỡng tối ưu oh, nhất um, cho cơ um. thể của chúng ta khi mà nó khi mà cuộc sống hàng ngày rất là bận rộn con người chúng ta không có thời gian để chăm sóc cho um. sức khỏe của bản thân nữa nếu như mà cứ để như thế thì từ từ thời gian nó sẽ làm cho sức khỏe của mình đi xuống và uh -huh. sẽ gây ra cái tình trạng là chúng ta sẽ bị thiếu chất và thiếu um. chất thì nó sẽ gây ra là Uh, uh, sức đề kháng đi xuống thì nó sẽ trở thành bệnh tật Bệnh tật Vâng, thì cái sản phẩm này là như quý vị cũng biết đó The Survival Tab này Nó là một nguồn dinh dưỡng cung cấp đầy đủ thiết yếu cho quý vị hàng ngày ừ. Mà với cái thời gian như quý vị không có thời gian ăn uống Không có thời gian nấu nướng Thì cái sản phẩm này quý vị sử dụng Thì đó là cái nguồn dinh dưỡng hợp lý và hoàn hảo nhất cho tất anh như vậy lứa tuổi nào có thể sử dụng The Survival Tab được? Dạ, cái sản phẩm này thì nó sử dụng cho tất cả mọi lứa tuổi anh ạ à. oh. ai cũng có thể ăn ngậm nhai được cái sản phẩm này như vậy <laughs> là từ con nít tới người già dạ, hay sao dạ đúng rồi anh thủy và trong hoàn cảnh như thế nào thì mình nên sử dụng Dạ, cái hoàn cảnh bất cứ cái hoàn cảnh nào mình có thể sử dụng được cái sản phẩm này thứ nhất là cái sản phẩm này nó cung cấp thêm cái nguồn dinh dưỡng đầy đủ cho cơ thể ừ. nhiều khi cuộc sống của chúng ta ăn uống hàng ngày thôi cũng chưa đủ chất đâu quý vị quý vị cũng có thể bổ sung thêm cái sản phẩm the survival tabs và đặc biệt hơn nữa là mình quá bận rộn với cuộc sống giống như trong ngành nails hay là những người ca sĩ đi lưu diễn hay là oh. cuộc sống giống như anh Thụy hay bản thân anh anh cũng vậy ừ quá là thời gian quá ít để cho chúng ta phải kịp để ăn uống yeah. thì cái sản phẩm này nó là cái sản phẩm mình có thể nhai ngậm khi chúng ta quá bận rộn với thời gian, quá bận rộn với công việc thì nó giúp cho quý vị cung cấp cái nguồn năng lượng và cái nguồn dinh dưỡng để giúp cho quý vị luôn có một cái tinh thần minh mẫn và sức khỏe dẻo dai và đầy đủ chất để chúng ta tập trung cho công việc. Nhiều người khuyên không nên nhịn ăn buổi sáng nhưng mà dạ. vì lý do nào đó mình nhịn buổi sáng thì đã có survival tab phải làm năng. Dạ không đúng anh? anh Thủy, cái sản phẩm này nó là một bữa sáng rất là hoàn hảo cho quý vị. À, quý vị chỉ cần ví dụ như những cái người mà từ mập từ 100 pounds cho đến 110 pounds thì quý vị có thể sử dụng 6, 5 đến 6 viên cho buổi tháng ừ. buổi sáng và quý vị uống nước để thay thế cho một bữa ăn sáng hoàn hảo ừ. Còn nếu mà những người bình thường ấy, thì quý vị có thể sử dụng từ 3 đến 4 viên ừ. uh, nhai hoặc ăn buổi sáng đó thì cũng uống một ly nước cũng là thay thế cho một bữa ăn sáng hoàn hảo Và đặc biệt hơn nữa là sản phẩm này nó uh, hỗ trợ cho quý vị giảm cân một cách rất là an toàn và hiệu quả Như vậy muốn mang về ở trong nhà mình hoặc là gửi cho bạn bè người thân và muốn làm đại lý thì như thế nào đây hả Lan Anh? Dạ vâng, kính thưa quý vị, để muốn à, quý vị được à, sự hỗ trợ từ công ty về làm đại lý và mang sản phẩm về nhà thì xin quý vị gọi điện vào số điện thoại 714-598-0688, 714-598-0688 để nhận được sự hỗ trợ của công ty. Có bao nhiêu mùi vị tất cả của dạ, sản phẩm? Có hả? tất cả là bốn mùi vị anh Thủy, mùi, vị... mùi mùi vị rất là dễ ăn và ừ. thơm ngon, mùi chocolate, ừ. mùi vali là mùi sữa và ừ. mùi... À dầu có bị mặn, có bị lạt, có bị ngọt cái mùi vị ra sao? Mùi vị rất là dễ ăn, nó không à... có ngọt quá, nó cũng nó không có mặn nha anh mà nó cái độ ngọt của nó chỉ thoáng qua thôi. Ừ. Nó rất là dễ chịu anh Thụy. Rất là tuyệt vời. Vì dạ. thế quý vị hãy để ngay trong nhà của mình một hộp Survival tháp ở đây. Cảm ơn Lan Anh nhiều lắm. Dạ, cảm ơn anh Thụy rất là nhiều và Lan Anh cũng chân thành cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục quan tâm và ủng hộ cho sản phẩm The Survival Thas cho công ty trong suốt thời gian qua.